Sỏi thận là bệnh lý sỏi tiết niệu thường gặp ở nam giới trung niên, đôi khi gặp ở cả nữ giới. Sỏi tiết niệu là những phân tử rắn được hình thành do sự kết tinh tự nhiên của các tinh thể vô cơ trong nước tiểu. Sỏi có thể gây đau, buồn nôn và nôn, tiểu máu và có thể gây sốt, rét run vì nhiễm trùng thứ phát. Đa phần chúng bắt đầu hình thành từ thận, di chuyển dọc theo đường đi của hệ bài tiết nên gọi chung là sỏi thận. Dựa vào vị trí của viên sỏi mà người ta chia ra các loại sau: sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo. Có bốn loại sỏi chính là sỏi canxi sỏi phốt phát, sỏi axit uric. Sỏi canxi là loại sỏi thường gặp nhất, chiếm 80 đến 90%, gồm sỏi canxi oxalat, canxi phốt phát. Dấu hiệu cơ bản của bệnh sỏi thận. Cơn đau quặn thận, sỏi gây đau ở vùng hố thắt lưng một bên, lan ra phía trước và xuống dưới. Tiểu buốt, tiểu rắt, bí tiểu hoặc tiểu ra máu. Đôi khi kèm triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, chứng bụng do liệt ruột. Bệnh nhân có thể bị sốt, rét run nếu có nhiễm trùng tiết niệu. Có nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận. Uống không đủ nước, Cơ thể không đủ nước cho thận bài tiết, nước tiểu quá đặc, nồng độ các tinh thể khoáng chất bị bão hòa trong nước tiểu. Chế độ ăn quá nhiều muối, nhiều đạm, nạp bổ sung canxi, vitamin C sai cách. Hậu quả của bệnh lý đường tiêu hóa như viêm lẹt dạ dày, tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiết niệu, yếu tố di truyền hay béo phì cũng là những nguyên nhân gián tiếp gây sỏi thận. Cách chữa sỏi thận, sỏi tiết niệu. Có nhiều cách chữa sỏi thận như tán sỏi, mổ lấy sỏi và uống thuốc lá cây giúp bào mòn tiêu nhỏ các viên sỏi.